Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định số 4161 phê duyệt chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề 6 chiến lược chính, bao phủ vaccine COVID-19 đến từng người dân trên địa bàn thành phố. Đây là vấn đề then chốt trong phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra 5 chiến lược thành phần là ưu tiên vaccine cho người quay về thành phố từ các địa phương, đi từng ngõ, gõ từng nhà không bỏ sót bất kỳ ai, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao. Xây dựng dữ liệu lớn về tiêm vaccine, tăng cường truyền thông vận động người dân tham gia tiêm vaccine, mở rộng độ bao phủ vaccine cho trẻ em đến 3 tuổi và triển khai mũi tiêm tăng cường. Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới, gồm 4 chiến lược thành phần, xét nghiệm, nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch, chiến lược xử lý ổ dịch, hạn chế lây lan, giám sát lưu hành và sự xuất hiện các biến chủng mới. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra các giải pháp như xét nghiệm có trọng tâm, nâng cao năng lực giám sát của hệ thống y tế dự phòng, quản lý và chăm sóc F0 tại nhà, gồm 4 chiến lược thành phần, chủ động phát hiện và cập nhật danh sách người F0 và người thuộc nhóm nguy cơ cao, hài hòa giữa cách ly điều trị tại nhà và tập trung, mỗi F0 điều trị tại nhà, một hồ sơ bệnh án điện tử, huy động mọi nguồn lực tham gia công tác quản lý và chăm sóc F0 tại nhà, điều trị F0 tại các bệnh viện, gồm 3 chiến lược thành phần, tất cả cơ sở điều trị luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều trị, đánh chặn từ xa kết hợp 4 tại chỗ. Trong đó, thành phố đảm bảo các bệnh viện thực hiện 2 chức năng, vừa chữa bệnh thông thường vừa sẵn sàng điều trị COVID-19, phát huy mô hình bệnh viện chị em. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong phòng, chống dịch. Gồm 3 chiến lược thành phần, truyền thông đa phương thức, thông điệp phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đa dạng hóa nguồn lực tham gia công tác truyền thông. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch, gồm 6 chiến lược thành phần, nâng cao năng lực của HCDC ngang tầm các nước trong khu vực, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, dự báo, phát huy vai trò ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn, phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa y tế và lực lượng vũ trang, huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân.